Hello, xin chào các bạn. Bây giờ đã nhìn thấy Khánh Việt và các bạn đã vào rồi. Có Khánh Việt này, có Quân này, Nguyên này. Có Huy này, Gia Hân, Gia Bảo và Quân Dũng. Ta chuẩn bị bắt đầu nhé. Trở thành xây. Chưa bị không khí nữa lại bay mòn ra ngoài. Hôm nay thầy trò mình lại tiếp tục với nội dung học. Hôm qua thì rất ấn tượng đến lúc sáng sớm nay để kiểm tra ra trên server thì rất nhiều các bạn nộp bài vào lúc tờ mờ sáng, lúc 11 giờ đến 30 đêm gần 12 giờ. Thể hiện là sự rất tích cực làm bài. Ta gọi không biết bằng danh này nó có chạy được không hay là nó đã kẹo. Xem qua bài làm của mọi người một chút trước khi thầy trò mình chuyển sang nội dung qua là từ đây là bài 6. Bài 6 ta xem bắt đầu từ chỗ Hân. Giá trị của các biểu thức. Hân này xem Gia Bảo. Gia Bảo vẫn giữ được phong độ tốt này. Ta xem Quân. Quân sang bài 14. Quân này học được rất nhiều này. Quân nhớ ghi tên không ở đây Quân nhé. Trong bài làm chắc chắn phải có chữ ghi tên không ở cuối chương trình. Vân Giang là đã được vượt hai bài. Không chỉ tí đâu một bài bằng Python đây. Cũng rất hay. Việt này. Xem là đợi đợi nay đợi có vào không nhỉ? Đợi chưa thấy ông đợi mà. Nguyên. Nguyên hôm nào xuống Yên Bái đấy nhỉ? Để mồng 2 các bạn được nghỉ đấy. Xuống Yên Bái nhé, rủ Đức xuống học luôn nhé. Rồi, như vậy ta xem qua một lượt bài làm của các bạn. Ở buổi trước thì các bạn đã làm được các bài ở cấu trúc tuần tự. Thì hôm nay hiện tại thì ta đang có 7 bạn và ta sẽ bắt đầu luôn.
Nhưng mà là con biết thì Rồi như vậy ở cái phần trước thì thầy trò mình đã làm quen với cái hệ thống chấm bài và làm bài về cấu trúc phần tử. Ở nội dung hôm nay thì ta sẽ chuyển sang phần cấu trúc dãy nhánh. Ở cấu trúc dãy nhánh trong cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng thì nó thực hiện là nó hoạt động theo đúng với bản chất của rẽ nhánh trong thực tế, tức là theo câu câu điều kiện nếu thì đấy. Về thì ở trong cái phần 2 này thì ta cũng có khoảng tầm hơn 20 bài. Thì ở trong phần này thì chúng ta sẽ học về cấu trúc dãy nhánh và ta làm được về để vận dụng cấu trúc dãy nhánh để giải quyết các cái bài toán và biết cách sử dụng câu lệnh ghép rồi làm các bài toán liên quan tới lớn nhất nhỏ nhất, mà bên cạnh đấy ta có thể tổ chức thành các cái chương trình con. Nói lòng vòng như vậy thôi, thì tóm lại cấu trúc dãy nhánh trong C cộng cộng thì nó sẽ viết như sau. Ta có hai dạng, dạng thứ nhất là cấu trúc dãy nhánh dạng một. Về tiếng Việt thì nó chính là nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Khi mà trong ngôn ngữ lập trình C cộng cộng của ta thì ta sẽ tổ chức là nếu điều kiện mở ngoặc chuỗi câu lệnh. Đấy. Ở trong Python ta cũng sử dụng câu lệnh dãy nhánh dạng như trên, nhưng mà ta không có cái cặp ngoặc này thôi. Còn ở trong Pascal thì ta thêm chữ begin và end chấm phẩy đấy. Vậy với cấu trúc dãy nhánh dạng này thì ta nhận thấy rằng ta có dạng thứ nhất là câu lệnh dãy nhánh dạng một, đó là nếu điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1 2, và còn khi điều kiện sai thì nó bỏ qua câu lệnh 1 2. Cái dạng thứ hai là câu lệnh dãy nhánh dạng hai. Ở cái câu lệnh dãy nhánh dạng hai ấy thì ta có cấu trúc là nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1 2. Ở đây thì như thế này cho nó chính xác. Ngược lại thì ta thực hiện chuỗi câu lệnh 3 4. Với các bạn học lập trình cơ bản qua thì ta thấy rồi ra câu lệnh dãy nhánh trong C cộng cộng nó cũng rất chi là đơn giản. Trong C cộng cộng thì câu lệnh dãy nhánh dạng hai là nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1 2, còn khi biểu thức điều kiện sai thì nó thực hiện chuỗi câu lệnh 3 4. Như vậy thì ở đây thì ta nhận thấy rằng ta có câu lệnh dãy nhánh dạng một là nếu điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh, và câu lệnh dãy nhánh dạng hai đó là nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện chuỗi câu lệnh 1 2, ngược lại thực hiện chuỗi câu lệnh 3 4. Tùy theo cái nhu cầu trong cái quá trình lập trình mà ta sẽ quyết định chọn kiểu câu lệnh dãy nhánh dạng 1 hay dạng 2 nhé. Thì về nguyên tắc hoạt động của câu lệnh dãy nhánh đó là khi gặp câu lệnh dãy nhánh, máy tính sẽ kiểm tra biểu thức điều kiện. Nếu biểu thức điều kiện trả về nhận giá trị bị true, biểu thức điều kiện nó là một biểu thức logic hoặc là biểu thức quan hệ, nó trả về giá trị true hoặc false. Đấy. Và vậy thì nếu trả về giá trị true thì câu lệnh 1 2 được thực hiện, nó trả về giá trị false thì ở câu lệnh dãy nhánh dạng 1 thì không có câu lệnh nào được thực hiện. Còn ở câu lệnh dãy nhánh dạng hai khi biểu thức điều kiện sai thì có câu lệnh 3 4 được thực hiện. Đấy, nhìn qua cái hoạt động này thì trong bài ta cũng có thể có cái câu lệnh là hãy so sánh câu lệnh dãy nhánh dạng 1 và câu lệnh dãy nhánh dạng 2. Rồi, ta sẽ thực hiện tiếp với câu lệnh dãy nhánh như trên. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu hoạt động của nó nhé. Bây giờ thì thầy cho bây giờ các bạn quan sát cái đoạn code chương trình nhé.
Bây giờ trong chương trình thầy cho A bằng 5, B, P bằng 1. Thầy ghi ít A phần trăm 2 bằng bằng 0. Thầy gắn P bằng A cộng 2. Sau đó thầy CAP ra hỏi P bằng bao nhiêu. Rồi xin mời các bạn bật cửa sổ chat, comment giá trị vào cho thầy biết. Thầy xin chào Nguyên. Ông Nguyên bây giờ ông vào một cái hello. Rồi Quân cho rằng bằng 1. Câu hỏi thầy hỏi lại Dũng và các bạn là đề bài là cho A bằng 5, B P bằng 1. Nếu A chia hết cho 2 bằng bằng 0 thì P bằng P cộng A. Sau đó ta gắn hỏi là nếu thầy CAP thì P bằng mấy. Rồi Quân cho giá trị bằng 1. Sau khi thực hiện chuỗi câu lệnh này thì P bằng mấy? Rồi xin mời tất cả các em cho thầy biết kết quả luôn. Rồi Nguyên và Lê và Quân cho bằng 1. Các bạn khác thì sao? Việt, Huy. Gia Bảo cũng đồng ý, Gia Hân cũng nhất trí luôn. Dũng thì sao? Rồi, ok, như vậy các bạn nhất trí nó bằng 1. Vậy thì ta sẽ cùng kiểm tra nhé. Đầu tiên, A có giá trị bằng 5, P có giá trị bằng 1. Câu lệnh là thằng 5 chia dư cho 2. Đấy. 5 chia dư cho 2. Thì Nguyên 5 chia dư cho 2 thì có bằng 1, 1 bằng 0, biểu thức nhận giá trị bằng false, đúng không? Mà biểu thức điều khiển nhận giá trị false thì đây là câu lệnh dây nhánh dạng 1. Khi biểu thức điều khiển nhận giá trị sai thì câu lệnh này không được thực hiện, và như đó P của mình vẫn giữ nguyên giá trị. Vậy khi chạy chương trình P bằng 1. Bây giờ thầy cho P bằng 4. Bây giờ thầy cho đoạn chương trình như sau. Thầy cho A bằng 4, P bằng 2. Hỏi đoạn chương trình như trên chạy ra kết quả bằng mấy? Đúng rồi, Khánh Việt. Hoàng Huy ơi, cái chỗ này thầy đã sửa giá trị rồi. Đứa nào comment bằng 8 đập chết luôn. Rồi, thầy thấy có hai kết quả, một kết quả là bằng 4, một kết quả là bằng 6. Rồi xin mời Gia Hân. À, Hân cũng cho bằng P bằng 6. Dũng thì sao? Nguyên cho bằng 8. Rồi mọi người cho thầy xem. Rồi. Như vậy thì mọi người cho hai kết quả 6 hoặc 8. Vậy thì chúng ta cùng quan sát nhé. Bắt đầu thì ta nhận thấy với A bằng 4 thì nó sẽ thực hiện là 4 chia dư cho 2, có phần dư bằng 0. Vậy thì biểu thức điều khiển này nhận giá trị là true. Vì nó nhận giá trị bằng true nên A phần trăm 2 bằng bằng 0, tức là A chia cho 2. A của thầy đang bằng 4. 4 chia cho 2 có phần dư bằng 0 nên biểu thức này nhận giá trị true. Và khi nó nhận giá trị true thì ta có P của ta trên câu lệnh 1 được thực hiện. P thì bằng A cộng 2 và 4 cộng 2 bằng 6. Như vậy kết quả ta thu được kết quả bằng 6 nhá. Như vậy một phiếu cho các bạn là cho ra kết quả bằng 6 nha. Rồi, bây giờ ta thử lấy một cái ví dụ khác. Thầy cho cái ví dụ như khác. Bây giờ thầy cho A bằng 7, P bằng 1. Hỏi chuỗi lệnh này chạy ra sau khi chạy chương trình xong thì P bằng mấy? Đừng nhìn cái cửa sổ bên cạnh nhá, dễ bị lừa đấy. Nào, xin mời thầy, lần này thầy nhận được kết quả bảo ra hơn là 8. Gia Bảo thì sao? Gia Bảo cũng cho 8. Dũng thì sao?
Nguyên lần này chắc chắn là bao nhiêu? Dũng thì sao? Ta đang nói cái cửa sổ này nhé. Việt cho ra vòng một à? Kết quả của Việt với các bạn, em đi xa quá, em đi xa cả thầy người quá. Thôi, bây giờ ta sẽ cùng các bạn ta thống nhất xem kết quả bằng bao nhiêu nhá. Chưa thấy Giao Huy cho biết với cái bộ test này thì nó ra với đoạn code chương trình này thì nó ra kết quả bằng bao nhiêu? Vậy thì ở câu lệnh dễ nhánh này thì ta nhận thấy đây là câu lệnh dễ nhánh dạng 2. Bắt đầu A bằng 7, B bằng 1, nó kiểm tra xem A phần trăm 2 có bằng 0 hay không. À, phép toán phần trăm là phép toán chia lấy phần dư. 7 chia 2 có phần dư bằng 1. 1 khác 0, do đó biểu thức điều kiện này nhận giá trị là false, là sai. Biểu thức này nhận giá trị là sai, nên câu lệnh 2 nó sẽ được thực hiện. Vậy giá trị P của thầy sẽ bằng giá trị P cũ cộng với A. P cũ của thầy bằng 1, A của thầy bằng 7. Vậy thì P cũ cộng A thì kết quả ta sẽ thu được bằng 8. Như vậy kết quả ta sẽ thu là 8 nhé, Việt nhé. Ta sẽ thu được bằng 8. Rồi, đó là cái ví dụ. Vậy thì qua cái ví dụ này thì ta nhận thấy rằng câu lệnh dễ nhánh được sử dụng và cái nguyên tắc và nguyên lý hoạt động của nó khá hay. Đó là ở câu lệnh dễ nhánh dạng 1 khi biểu thức điều kiện đúng thì câu lệnh 1 được thực hiện. Bạn Trần để phải zoom nó lại. Về về hoạt động khi biểu thức khi gặp câu lệnh dễ nhánh, máy tính sẽ tính toán biểu thức điều kiện và trả về giá trị là true hoặc false. Biểu thức điều kiện nó là biểu thức logic hoặc là biểu thức quan hệ. Đấy. Và nó trả về giá trị true nên thì câu lệnh sẽ được thực hiện, ngược lại thì nó sẽ bỏ qua câu lệnh. Ở đây thì trước khi sang ấy thì ta sẽ có một số các cái phép toán logic. Đầu tiên ta có phép toán so sánh trước. Như hôm trước thì ta đang kể ra một số các phép toán so sánh. Ta có phép toán so sánh lớn hơn này, lớn hơn hoặc bằng này, đọc như thế nào ta viết như thế, nhỏ hơn này, nhỏ hơn hoặc bằng này. Phép toán so sánh bằng là hai dấu bằng và phép toán khác là dấu phủ định của dấu bằng. Đấy là phép toán nó sẽ. Ta có phép toán quan hệ. Thì ta có phép toán và này. Đây phép toán và. Rồi ta có phép toán hoặc hoặc là hai dấu thẳng đứng. Vậy thì ở đây thì ta có một số các cái phép toán logic cơ bản và ta cùng quan sát như sau. Ở đây thì các bạn cùng quan sát nhé. Đầu tiên thì ta có một cái giá trị là true ở đây. Dưới này ta có giá trị là false. Ở đây là phép toán true. Còn đây là giá trị F4. Đây là thầy sử dụng phép toán và là phép toán AND đấy. Thì đặc điểm của cái phép toán AND này thì nó sẽ hoạt động như sau. Nếu có một giá trị true và giá trị true thì đây là phép toán và thì kết quả nó sẽ trả về là true. Đấy. Một thằng true với một thằng true thì kết quả là thằng true. Một thằng true và với một thằng false, tức là một thằng đúng và với một thằng sai thì kết quả nó chẳng là sai. Thì một thằng sai và với một thằng đúng thì ta thu được thằng false. Hai thằng sai và với nhau ra cái gì? Xin mời các bạn comment cho thầy biết. Thằng false này và với thằng false nó ra cái gì?
Rồi, xin cảm ơn Dũng. Nó chả ra giá trị phô. À, không thể có hai người sai mà thành một người đúng được, đúng không? Ông này sai và phép toán và thì nó trả về giá trị true, trong trường hợp cả hai thằng cùng true thì nó mới trả về giá trị true. Chỉ cần có một thằng phô thì nó sẽ trả về giá trị phô nhé. Đây là phép toán và. Ok chưa? Nên ông Quân với ông Việt là rất chi là hai lần chu là thành một lần phô đúng không? À, hai lần phô là thành một lần chu. À, có Vân Giang vừa vào. À, Vân Giang ơi, thầy trò mình đang học về câu lệnh dễ nhánh và thầy đang giảng về một số các phép toán so sánh và phép toán quan hệ. Rồi ta sang tiếp cái biểu thứ hai. Là ta có phép toán thứ hai là phép toán hoặc. Ừ, phép toán hoặc nó là dấu ký hiệu như thế này. Phép toán hoặc thì bây giờ ta có một thằng chu với một thằng chu, hoặc A đúng hoặc B đúng. À, như vậy thì phép toán này sẽ trả về giá trị là chu. Rồi, bây giờ các bạn cho thầy biết một thằng chu với một thằng phô với phép toán hoặc thì nó sẽ trả ra là chu hay phô. Xin mời các bạn comment cho thầy biết. Vân Giang mạnh dạn comment đi em. Ra hình mày dán lên rồi, thầy đã thu được Quân luôn đúng. Ông Nguyên không thể oánh kiểu tỷ lệ xác suất 50-50 được. Việt thì có vẻ chắc chắn thế. Vân Giang gì mà chưa loát được gì hết, đập cho cái bây giờ. Bây giờ phép toán hoặc hoặc A đúng hoặc B đúng. À, thằng bé nhà thầy nó vừa đi quẩy ở quảng trường về. À, rồi Vân Giang quan sát luôn nha. À, phép toán hoặc thì ở đây thì thầy thấy Gia Hân và Dũng tôi cũng với ai nữa nhỉ, với Quân đã cho rằng kết quả bằng chu đúng, đúng rồi. Phép toán hoặc nó sẽ trả về giá trị chu khi mà một trong hai biểu thức tham gia điều kiện thì nó sẽ là chu. Vậy thì biểu thức này chỉ cần có một thằng chu thì nó sẽ chu. Đấy. Rồi một thằng phô với một thằng chu thì phép toán hoặc nó sẽ cho là chu. Và khi cả hai thằng phô thì nó sẽ cho ra cái gì? Xin mời các bạn comment cho để biết. Nếu A bằng phô, B bằng phô thì A hoặc B thì sẽ ra cái gì? Xin mời các bạn mạnh dạn lên. Rồi, Gia Bảo, Quân và Việt rất nhanh tay và rất quyết tâm, quyết đoán. Thân cũng đồng ý như vậy. Vậy thì ta sẽ chốt luôn. Khi hai thằng sai nó hoặc với nhau thì chắc chắn nó cũng sẽ sai. Đấy. Nhìn vào hai cái biểu này thì các bạn nhận thấy cái phép toán logic, ta có phép toán và phép toán hoặc ấy, là hai phép toán được sử dụng phổ biến. Đó là khi biểu thức điều kiện đúng. Khi biểu thức điều kiện đúng. Nhá. Khi biểu thức điều kiện đúng thì có một giá thì trả về giá trị true. Khi biểu thức điều kiện đúng thì trả về giá trị chu, trong trường hợp là cả hai thằng đều chu. Có một thằng sai thì nó sẽ trả về phô ngay. Đó là phép toán và nhé. Còn phép toán hoặc là phép toán mà cả khi mà cả chỉ cần có một trong hai thằng chu thì kết quả trả về nó sẽ là chu. Nó chỉ trả về giá trị phô trong trường hợp hai thằng đều phô. Đây là đặc điểm của phép toán hoặc. À, phép toán để gửi lại trong nhóm. Nguyên lần này rất chắc chắn rồi. À, ở bên trên thì khi nãy Vân Giang chưa vào thì ta có phần câu lệnh dễ nhánh. Ở câu lệnh dễ nhánh thì ta có câu lệnh dễ nhánh dạng 1 và câu lệnh dễ nhánh dạng 2. Đây là hai câu lệnh
Bên trên này đã gửi chưa nhỉ? À, thầy đã gửi trong nhóm Zalo rồi nhé. Rồi vậy ta sẽ thực hiện tiếp như sau. Như vậy thì vừa rồi thì các bạn đã biết được cái phép toán logic, phép toán và phép toán hoặc. Bây giờ ta lấy một cái ví dụ như sau. Bây giờ thì thầy có một cái ví dụ như thế này. Bây giờ thầy cho A bằng 5, B bằng 6. Và bây giờ thầy có cái biểu thức là thầy khai báo một cái biến kiểu dữ liệu bool thì một cái biến P thì bằng là A nhỏ nó bằng B. Rồi, bây giờ thầy khai báo một biểu thức C thì bằng là A. Rồi, các bạn hãy cho thầy biết cái đoạn chương trình bên trên. Bool là kiểu dữ liệu logic nhé, nó trả về giá trị true/false. Rồi, các bạn hãy cho thầy biết. Bây giờ thầy có cái đoạn code chương trình như sau, cho A bằng 5, B bằng 6. Thầy gắn bool là kiểu giá trị true/false thì thầy khai báo một cái biến P là giá trị true/false thì nó gắn bằng A nhỏ hơn B. Các bạn cho thầy biết biến P trả về giá trị true hay là false. 50-50. Như ai đó vừa bảo, như ông Nguyên bảo là xác suất là 50-50. Dùng cho người dưng ngược lối cho rằng là bằng phô. Vân Giang cho rằng là tùy nhân sinh rồi xác suất 50-50. Tóm lại nào Vân Giang này chọn là kiểu dữ liệu là gì? À, chọn về true hay false. Các bạn khác thì sao? Cho thầy biết giá trị đó là bao nhiêu? P bằng true hay false? Hiện tại có Gia Hân cho bằng true, Cô Dung cho bằng false, ông Việt cho bằng 5 nhỏ số 6, 5 nhỏ số 6 nó true rồi. Gia Bảo cũng cho bằng true. Rồi, vậy thì ta quay trở lại. Hoàn toàn được Quân nhá. Đây là thầy đưa một ví dụ về kiểu dữ liệu logic để ta làm quen với nó thôi. Còn trên thực tế, ta gắn trực tiếp nó ở trong câu lệnh if. Rồi, thầy cho mình bắt đầu luôn. Vậy thì bây giờ với bìa như vậy ở đây thì ta nhận thấy rằng với A bằng 5, B bằng 6 thì thằng này nhận giá trị true. Vậy thì true có giá trị bằng true ở đây. Thì biểu thức logic này nhận giá trị bằng true. Khi câu lệnh này bằng true thì đây là câu lệnh dây nhánh dạng 2. Thì nhóm chuỗi câu lệnh 1, 2 được thực hiện. Khi biểu thức điều kiện đúng thì chuỗi câu lệnh 1, 2 được thực hiện. Nếu biểu thức điều kiện sai thì chuỗi câu lệnh 3, 4 được thực hiện. Ở đây câu khi biểu thức điều kiện đúng của mình thì chuỗi câu lệnh 1, 2. Như vậy A của ta sẽ tăng lên 2 đơn vị, B của ta sẽ tăng lên 2 đơn vị. Đúng không? Vậy thì sau khi chạy chương trình xong, A và B có giá trị bằng bao nhiêu? Các bạn hãy cho thầy biết. Rồi.
Quân cho rằng là bảy nguyên cho bằng bảy, Dũng thì A là bảy, còn B thì sao? Rồi, xin mời các bạn khác chưa cho kết quả. Hiện nay theo quan sát của thầy thì chưa có kết quả nào đúng cả. Quân đã bắt đầu cho một kết quả khác những người còn lại. Xin mời các bạn khác. Sao Nguyên? Vân Giang, mạnh dạn cho thầy biết sau khi chạy đoạn chương trình AB bằng mấy? Ta thấy gia bảo cho bằng 7 và 9. Rồi, ok. Như vậy thì ta nhận thấy như sau. Khi P bằng chu thì công lệnh này thứ nhất được thực hiện, thì A của thầy sẽ tăng lên hai đơn vị. Tại thời điểm này A của thầy sẽ có giá trị bằng 7. Sau đó B của thầy lại bằng A cộng 2. Bây giờ nó là thằng A mới chứ không phải thằng A cũ, đúng không? Vậy thì B của thầy nó sẽ bằng 9. Đấy. Như vậy thì sau khi thực hiện xong chuỗi câu lệnh 1, 2 thì nó sẽ thực hiện đến câu lệnh, nó ra khỏi câu lệnh dây nhánh và nó sẽ AB, và trên màn hình hiện ra số 7 và số 9. Và trên kênh đáp án thầy thầy thấy có gia bảo và gia bảo và Quân đã trả lời đúng. Đấy. Em hình dung rồi đúng không? Vậy thì chỗ này ta quên mất được rằng là thằng A nó thay đổi dẫn đến câu lệnh A ở đây nó thay đổi. Vậy thì cái tính gán giá trị của câu lệnh gán nó thể hiện ở chỗ này, tính toán biểu thức bên phải gán vào biến bên trái, và tới thời điểm này giá trị của A đã thay đổi, nó tham gia vào biểu thức tính toán mới với giá trị mới. Đấy. Nó khác so với ở trong toán học. Ở trong toán học cho A bằng 5 thì hỏi A bằng này B bằng mấy thì nó sẽ ra khác, nhưng ở trong tin thì nó sẽ khác. Nó theo thứ tự trình tự thực hiện chương trình. Vậy bây giờ thì ta quay trở lại ví dụ 2. Thì để thầy viết bên này cho nó cân đối. Bây giờ thì thầy cho M có giá trị bằng 5, N có giá trị bằng 9. Bây giờ thì thầy thực hiện gắn một cái biến bool. Biến P thế rồi thầy có cho thằng MNP MNA đi. Để cho một số chẵn cho nó đẹp. Rồi bây giờ thầy ghi có cái biểu thức như sau, các bạn cùng quan sát nhá. Bây giờ ta có M lớn hơn N hoặc M cộng N lớn hơn hoặc bằng A. Bây giờ thầy xeo thằng P ra, hỏi kết quả P trả về giá trị true hay là false. Quân cho bằng true, xin mời mọi người hãy comment cho thầy biết. Gia Bảo cho bằng true. Đó, Nguyên cho bằng true, ai trả? Vân Giang thì sao? Nếu bảo với con không cũng nên thẳng thẳng vào cuộc là viên học đấy cho hàng số mua cầu khác lên. Anh Tùng thì cho bằng một, Khánh Việt thì cho bằng chu. Rồi bây giờ thì mọi người đã đưa ra được cái giá trị của mình. Vậy thì ta có Quân Chu, Gia Bảo Chu, Nguyên Chu, anh Tùng là một, Vân Giang chưa hiểu, rồi Huy cho là Chu. Rồi.
Rồi vậy thì chúng ta sẽ thực hiện lần lượt tính toán giá trị của biểu thức nhá. Ban đầu thì m của thầy bằng 5, n của thầy bằng 9, 5 lớn hơn 9, biểu thức này trả về giá trị true hay false? 5 lớn hơn 9, biểu thức này. Đây như vậy biểu thức này nhận giá trị là false. Rồi. Ở đây nó sử dụng phép toán hoặc. M cộng n của thầy đây là bằng 14. 14 lớn hơn hoặc bằng 8. Thì biểu thức này nó nhận giá trị là true. Ở đây là phép toán hoặc, vậy thì một thằng false hoặc với một thằng true thì nó ra là thằng gì? Là ra thằng true. Bởi vì trong phép toán hoặc chỉ cần có một thằng đúng thì phép toán nó sẽ trả về là đúng luôn. Ok chưa? Như vậy chỗ này Vân Giang đã hình dung được chưa? Đây là đặc điểm của phép toán hoặc nhá. Đó, bây giờ thầy là lấy một cái ví dụ khác. Đây nó đây đây ta thấy một thằng phô với một thằng chu thì chắc chắn nó sẽ ra chu. Rồi bây giờ ta lấy một cái ví dụ khác để bây giờ thầy cho a bằng 3, b bằng 4, c bằng 5. Bây giờ thầy ghi là nếu a cộng b lớn hơn c và b cộng c lớn hơn a và c cộng a lớn hơn b thì thầy thực hiện hai việc. Việc thứ nhất thầy xeo ra a b c là ba cạnh tam giác. Và thầy thực hiện cái công việc là thầy gắn p thì bằng là a cộng b cộng c để chia cho hai và s của thầy thì bằng là căn bậc hai của p nhân p trừ a. Mọi người còn nhớ đây là cái công thức gì không? À đúng rồi, nó là công thức Hero. Đấy. Và xem thằng S is set per day season và bây giờ tan rồi lại. Vậy thì với cái đoạn chương trình như trên thì theo các bạn biểu thức điều kiện này nhận giá trị true hay là false? Rồi, ra bảo cho bằng false, quân cho bằng true. Xin mời các bạn khác. Đúng rồi, Việt. Tính chất này, tính chất ba cạnh là tổng hai cạnh luôn lớn hơn cạnh còn lại. Nên là true. À, xin mời các bạn khác. Vân Giang hỏi câu rất ngây thơ rồi. Rồi xin mời các bạn khác cho thầy biết kết quả của bài toán nó ra bao nhiêu là biểu thức a cộng b lớn hơn c và b cộng c lớn a và c cộng a lớn hơn b cho giá trị true hay false? Rồi, nguyên cho bằng chu, gia hân cũng cho bằng chu. Rồi gia hân đã chốt bằng chu thì biểu thức này bằng chu. Vậy thì muốn biết nó chu hay phô thì thầy cho mình cùng quan sát lại nhá. Tại thời điểm này a bằng 3, b bằng 4, vậy thì 3 cộng 4 bằng 7. 3 cộng 4 bằng 7, 7 lớn hơn 5. À như vậy cái biểu thức thứ nhất của thầy cho mình là thằng a cộng b lớn hơn c chu, bởi vì a bằng 3, b bằng 4, 3 cộng 4 bằng 7 lớn hơn 5. Như vậy thì thằng này là nhận giá trị true. Cái vế thứ hai là b cộng c bằng 9, thằng a của thầy là bằng 3. Vậy là 9 lớn hơn 3, vậy thì thằng này cũng true.
C cộng A của thầy là bằng 8, thằng B của thầy bằng 4, 8 lớn hơn 4, biểu thức này cũng nhận ra phân chia và chu. Bây giờ thì thầy có 3 thằng chu vào với nhau thì nó sẽ ra kết quả là chu. Thằng này vào với thằng này nó ra kết quả bằng chu. Sau đó lấy hai thằng này vào với nhau thì nó lại ra kết quả bằng chu. Vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta là biểu thức trên nhận giá trị là chu. Đấy. Ok chưa? Vậy vì khi biểu thức nhận giá trị là chu, vậy thì nó sẽ đi vào khối câu lệnh 1, nó thực hiện. Ngược lại thì nó thực hiện khối câu lệnh 2, ở đây thì nó thực hiện khối câu lệnh 1. Nó thông báo ABC là ba cạnh của tam giác, nó tính P là nửa chu vi và nó tính S thì bằng căn bậc 2 của P nhân P trừ 2 nhân P trừ B nhân P trừ C. Như khi đây các bạn đang thảo luận với nhau, nó là công thức Hê-rông để tính diện tích của tam giác khi biết độ dài các cạnh. Đây là một cái ta rất hay sử dụng trong các bài tập về toán học. Rồi, như vậy ta qua được cái ví dụ trên thì ta nhận thấy rằng biểu thức này nhận giá trị là chu. Vậy thì khi đó nó sẽ tính chu vi và diện tích của tam giác, nửa chu vi và diện tích của tam giác ấy, và nó đưa ra kết quả bài toán. Đây ta ép từ số thành kiểu số thực. Biến S và biến P khai báo kiểu float hoặc là double nhé. Rồi, như vậy thầy vừa đưa ra thêm một cái ví dụ để cho các em thấy nó sinh động hơn một chút là về các biểu thức logic và biểu thức quan hệ, và sau đó ta sẽ sau đó thì ta sẽ thực hiện. Đấy. Rồi, như vậy thì ta đã lấy được cả hai cái ví dụ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái bài tập đầu tiên. Vậy thầy sẽ gửi một loạt các bài tập và các bạn sẽ làm và nộp bài trên server nhé. Để ta phân tích xem ta sẽ dùng được như thế nào. Vậy thì... Các em cốt lại thật cẩn thận nhé. Giao ghi cốt lại từ đầu nhé. Nguyên có kỹ năng cô tốt rồi thì cứ rèn luyện nhanh nhé. Làm xong thì thầy sẽ gửi bài tập mới. Các bạn quân đấy, các bạn nào có kỹ năng làm tốt, các bạn cứ chạy trước, làm xong sớm, nghỉ sớm. Đấy, mình có rất nhiều các nội dung hay ở phía sau. Ta phải cố gắng đánh nhanh, thắng nhanh. Rồi, thầy gửi 10 bài rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn. Rồi, ok. Dũng bảo bây giờ thử làm mẫu một bài để thử làm xem sao nhé. Rồi, ok. Vậy ta sẽ bắt đầu làm được bài đầu tiên. Bây giờ ta quay trở về một cái bài thực tế. Hàng ngày thì thầy Thành đi từ nhà đến trường trường của thầy Thành. Thầy sẽ tranh thủ. Hôm nay thầy cũng làm một cái video đăng trên kênh YouTube giới thiệu về trường của thầy. Khi nào có gì thì mời các bạn ra Yên Bái vào thăm trường của thầy nhé. Trường của thầy nó ở trên một quả đồi rất cao. Đây. Một quả đồi, thực tế nó là ngọn của quả đồi thì đúng hơn.
Đấy, đây là trường của thầy. Công tác nơi thầy đang công tác. Có dịp mời các bạn vào đến trường chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái nhé. Đây, trường này là trường này. Đây, không cao lắm. Nó nằm trên đỉnh của một quả đồi, người ta cắt ngọn ra. Đấy, đây là sân trường. Ở bên phải này là nhà đa năng, bên đằng sau này là nhà bậc trung học cơ sở. Ở giữa này là khu lớp học, đằng sau này là ký túc xá. Còn sau này ở hổ báo chăn rắn rồi xe tăng rồi đủ các loại ở xung quanh. Quân ra ngoài này, ở ngoài này khí hậu mát lắm nhưng chỉ mỗi cái mưa hơi nhiều thôi. Yên tâm ra đây thầy bao. Khi nào Vân Giang mời em ra Yên Bái nhé. À ừ, khu thầy có cả xe tăng, xe bọc thép, máy bay rồi tên lửa rồi bên xung quanh này cũng có hổ báo, rắn, ơi, được cái gì cũng có. Ừ. Đây là khuôn viên của trường này, khá đẹp. Rồi, đó là xoay quanh khu nhà trường, còn khu xoay quanh xung quanh không gian xung quanh nó cũng khá đẹp. Có dịp mời các bạn về, về trường chơi. Mấy cái này thì chụp nó hơi bị vàng. Đây, khu nhà hiệu bộ, khu sân trường. Đây, hôm chào cờ. Và cả màu sắc thể chỉ có hôm nó xanh, có hôm nó vàng. Đây là khu lớp học, ở trung học cơ sở. Đây các bạn học sinh ở trường chuyên. À, ở trường thầy điều hòa mát rượi. Đấy nhé. Hôm nào Quân ra đây thầy bật ừ, trường thầy cũng to vừa phải, cũng không to lắm. Nó có khoảng tầm 1.000 học sinh thôi. Được cái điều hòa mát rượi các bạn. Có dịp mời các bạn đến thầy bật điều hòa 18.000 cho nó thổi lạnh có gió. Các bạn học sinh mùa này thôi, ở trong lớp toàn phải mặc áo đồng phục bởi vì có vài đứa nó bật điều hòa lạnh quá. Đây các bạn học sinh ở trường chuyên Yên Bái. Còn đây là hành lang của nhà trường trông nó như này, khá đẹp sạch. Ở đằng sau nhà trường có sân cỏ nhân tạo, sân đá bóng, có bể bơi, có sân bóng rổ, nói chung có đầy đủ mọi thứ. Đấy, hy vọng là có dịp nào đó được mời để tiếp các bạn đón tiếp các em ở Yên Bái. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại bài toán. Nãy giờ chưa có được bài nào đây. Ôi giời ơi. À, đề bài chúng ta sẽ có Dũng điều hòa đây nó cũng mát rượi. Hy vọng là các bạn ra mùa này công nhận có điều hòa nó cũng đỡ vất vả. Nhưng mà Yên Bái nói chung khí hậu nó cũng khá mát. So với quê thầy ở trong Nghệ An thì đúng là ở đây nó mát hơn nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bài toán này. Đề bài là cho số nguyên dương n và n ở đây là 10.000. Đề bài người ta yêu cầu ghi ra tệp. Bài 16 chấm A gồm nếu n là số chẵn thì thông báo n là even và nếu n là số lẻ thì thông báo n is odd. Rồi vậy thì ở bài toán khi nhìn một đề bài như trên, các bạn luôn đặt ra câu hỏi đề bài cho cái gì và cần tìm cái gì. Vậy thì input của đề bài, muốn biết đề bài cho cái gì thì ta nhìn vào cái dòng này. Dữ liệu vào từ tệp này cho số nguyên dương n. À, bài này là mình nhập n. Bài này yêu cầu tìm cái gì? Bài cần đưa ra cái gì? Bài này đưa ra nếu n là số chẵn thì thông báo n is even. Nếu n là số lẻ thì thông báo n is odd. Như vậy ở cái bài này thì ta nhận thấy rằng đầu tiên ta xác định bài toán. Bước đầu tiên ta nhập n. Đấy. Input của bài toán là nhập n, output của bài toán thông báo n i even hoặc là n. Nếu n là số chẵn ngược lại thông báo n i order. Vậy thì ta nhận thấy rằng ở bài này ta hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh dây nhánh dạng 2, đó là câu lệnh dây nhánh rằng là nếu biểu thức điều kiện đúng. Đấy, thì thực hiện câu lệnh một ngược lại thực hiện câu lệnh 2, đúng không? Ta sử dụng câu lệnh dây nhánh dạng một được. Đây như vậy thì bước đầu tiên ta nhập vào n.
nếu n là số chẵn. Ở đây ta nhớ là có phép toán phần trăm là phép toán chia lấy số dư. Một số là số chẵn khi chia cho hai có phần dư bằng không. Đấy. Vậy thì để kiểm tra n có chẵn hay không, ta kiểm tra số dư của nó khi chia cho hai có bằng không hay không. Nếu có thì ta thông báo n là số chẵn. Lưu ý chữ n đây, trong đề bài người ta có phân biệt chữ hoa và chữ thường nhé. Nên khi các bạn code thì ngược lại thì thông báo n là số lẻ. Vậy thì tao hoàn toàn có thể sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng 1, hoặc là các em sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng 2, hoặc là các em có thể sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng 1, đó là nếu nó là số chẵn thì thông báo ra công lệnh như yêu cầu của đề bài. Nếu nó là số lẻ, số lẻ thì ta có hai khả năng, nó chia số lẻ là số chia 2 có phần dư bằng 1, hoặc là ta cũng có thể tiếp cận theo hướng số lẻ là số không chia hết cho 2. Không chia hết cho 2 thì ta có thể ghi như thế này: n chia 2 có phần dư khác không. Đây là phép toán khác nhé, n chia 2 có phần dư khác không. Được. Vậy thì ta cũng có thể sử dụng câu lệnh rẽ nhánh dạng một, là nếu ta sử dụng hai câu lệnh rẽ nhánh dạng một if biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh này, ghi ra tức là ta cell ra. Ở đây khi ta đang nói dở, đây là dấu khác nhé, là không chia hết cho hai thì nó là số lẻ thôi. Đấy. Vậy thì các bạn là tiếp cận bài toán này theo hướng dẫn dạng một hoặc dạng hai. Rồi bây giờ xin mời các bạn lần lượt chia sẻ bài làm của mình để sau lại thầy reset lại cái bậc rank. Cấu trúc switch là cấu trúc lựa chọn nhiều nhiều nhánh. Đấy. Nên bản chất cấu trúc switch nó giống như là ở trong cấu trúc Pascal, nó là cấu trúc cây ở với lựa chọn nhiều rẽ nhiều nhánh. Đây vừa chạy ra cắn được miếng dưa chuột ngon lắm. Rồi, theo thứ tự ưu tiên từ bé đến lớn thì xin mời các bạn chia sẻ màn hình. À quên, bạn nào xung phong chia sẻ màn hình trước để thầy xem nào. Hôm nay thầy đã thiết lập chế độ cướp sóng nhé. Ok rồi, đã cấu hình như hôm qua anh Tùng góp ý là cài đặt chế độ xe. Clear rank. Chưa, hôm qua là 123 lượt nộp bài.
Dạ, con rồi, xin mời các bạn chia sẻ bài làm của mình. Rồi, theo thứ tự từ bé đến lớn, bạn nào xung phong chia sẻ màn hình? À, để bạn xem chế độ chia sẻ. Được rồi. Rồi, thế vậy thì thầy sẽ gọi và mời từng bạn chia sẻ cho nhanh nhé. À, thầy xin mời xem nào. Quốc Dũng đi, sắp xếp theo thứ tự đầu tiên. Ôi trời ơi, ông Ôi này trời mình ơi, ông này mình là bật mình, là bật mình. Được chưa em? Rồi Hồng Dũng bị treo à? Dũng chia sẻ lại màn hình nhé. Cái thấy bị lag đơ rồi. Em tích cực nộp bài nhé. Vừa thấy Nguyên nộp bài để học mất một tên rồi. Cố lên. AC code 217 chắc là chàng của nhớ à. Dũng đâu, xe lại màn hình nào. Thế ông Dũng hình như đang bị đơ. Xin mời Gia Bảo nào. À, sau dòng số 9 nó không có dấu chấm phẩy. Bởi vì cấu trúc if là nếu mở ngoặc tròn điều kiện đóng ngoặc tròn chứ không có dấu chấm phẩy. Ở trong Python thì nó có dấu hai chấm. Trong Pascal sau đó nó có chữ gen. À, chạy lại chương trình đi. Ok Dũng, tí nữa tiếp cận lại sợi sau. À, các em lưu ý cái thời gian mà thầy cho mình học khá gấp nên để phục vụ cho các bạn ở trong nhóm, một số bạn cũng sắp thi đến nơi rồi nên cái tiến độ học hơi nhanh. Thời gian chống mấy ngày nghỉ các em hãy cố gắng tăng tốc lên nhé. Luyện tập lại những bài đã làm qua rồi và tích cực thời gian làm bài tập mới. Chưa, phải chạy chương trình thì nó mới ra được cái file đấy. Chạy chương trình nhé. Cứ ấn nút chạy chương trình là nó ok thôi. Như là nó đang lag đâu.
Ừ, mấy ngày lễ ta học bình thường nhé. Các bạn nào mà vắng bận đi đâu thì các bạn mà bận đi du lịch thì nhớ mua quà về cho mọi người trong lớp là được. Còn các bạn mà không bận đi du lịch hay đâu thì cứ đến buổi thì ta học bình thường nhé. Vì thầy xác định là không kéo em kéo to cái cửa sổ đó ra là nhìn thấy. Ủa, nó đâu rồi? Chắc là câu lệnh free open của em đang có chút vấn đề. tham số nó bị ngược. Rồi. Mở lại file in để nhập lại dữ liệu. Em mở file in ra bởi vì khi nãy em drive ra nó ghi đè mất file in không ạ. Rồi. Rồi nhập lại số. À, nó click vào nó là được. Không không cần ghi chấm A đấy, click vào nó là được. Click vào bài 16 đi. Ok. Lạc quá. À, em nháy chuột phải chọn format lại code nhé, để thỉnh thoảng cứ nháy chuột phải chọn format cho nó đẹp lộng lẫy lên rồi nộp bài được rồi. Rồi, xin cảm ơn Gia Bảo. À, Ctrl và L nhé. V nhé. Ctrl L là để xóa một dòng. Rồi, xin cảm ơn Gia Bảo. Các bạn tích cực nộp bài lên server nhé. À, có Gia Bảo, Vân Giang, Nguyên nộp bài rồi. Bây giờ xin mời để đang kiểm tra code của các bạn. À, xin mời Việt chia sẻ bài làm nào. Không có vấn đề gì không? Cứ mạnh dạn cướp sóng. À, xin mời Việt chia sẻ màn hình. Nhanh. Để xem cốt bài nào. Rồi. À, cuối chương trình Việt bổ sung thêm chữ return không.
chạy viết nội bài lên hệ thống luôn. Rồi xin mời Gia Hân chia sẻ màn hình tại sao chấm nó bị èo này. Gia Hân đặt sai tên file chỗ phần yêu của em đang bị sai. Xin mời Gia Hân chia sẻ màn hình. Nhanh. Chỗ bài 16 em ghi rồi mà thầy. Chỗ free open nhỉ? Tiếp đi. Rồi em phải nha. À đây em đang code ở trên web nha nhỉ. Đó. Rồi ok. Cái này nó không format lại code cho nó đẹp được nhỉ. Cái này nó không chứ không format. Được rồi. Nếu nhập n nếu là chia hai thông báo n id và thông báo ngược lại thông báo n id order đúng rồi Sai được. sai không hiểu đấy. Được. Bởi vì khi đây nó báo là em b em copy em nộp lại đi. Vâng. Thế thế Sao Quân? à, sao mỗi cái dòng if thì nếu mà ở dưới có dòng if nữa thì mình có cần phải có dấu chấm phẩy ở cái dòng if trên không? Thực tế cấu cấu trúc của câu lệnh dây nhánh là nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh một, thì cái dấu chấm phẩy là nó nằm ở trong cái thằng câu lệnh một câu lệnh hai đấy chứ, cho sau đó mình mà mượn ý của em nói là em sử dụng câu lệnh dây nhánh lồng nhau á, Dạ đúng rồi. à thì mình vẫn dùng bình thường thôi. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì trong điều kiện đấy thì mình lại im một phát nữa, thì em cứ mở ngoặc ra em phải gõ im tiếp thôi. Kiểu như để thầy chia sẻ màn hình một chút không. Kiểu như thế này, ví dụ như em đang định là ví như là nếu a chia hết cho hai chẳng hạn, thì em thực hiện xong lại if như này đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy thì mình ghi như này thôi, thì ta thực hiện cái công việc chẳng hạn s thì bằng là a cộng b chẳng hạn, thì mình viết như này. À không, hiểu hai câu lệnh if liên liên tục. Tức là nếu a bằng này thì a thì bằng a cộng 2 đúng không? Dạ đúng. Xong đó em lại xuống dòng em lại if một phát nữa đúng không? Thì về bản chất của nó thì câu lệnh if này chạy xong nó đã kết thúc rồi, và đây là câu lệnh if mới thì nó không anh em họ hàng gì cả. Nó độc lập mà. Nên mình cứ viết bình thường thế thôi. Tức là câu lệnh if này nó hoạt động theo cấu trúc là nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh một, sau khi thực hiện xong câu lệnh một là nó kết thúc câu lệnh if này luôn. Thì khi đó mình sang câu lệnh if thứ hai nhé. Cái này chắc do ăn ở thôi ghi ạ, chứ cũng không có sao đâu. Thế sao của nàng Gia Hân vẫn èo thế nhỉ? Của nàng Gia Hân nó vẫn không thấy là bà không thấy file kết quả. Vậy thì kiểm tra xem. Tại 16 rồi.
Tên từ cốt sang cốt vào đốc xem cốt vào ra hay mới vào cái gì lần. Các bạn khác đang làm tiến độ tới đâu các em tiếp tục một bài nhé. Hình như hệ thống đang chấm lại bài của Gia Hân hay sao? Minh Giang làm tiếp bài 2 em nhé. Việt làm tiếp bài 17 đề có sẵn rồi. Ở trong nhóm. Ok, quá bất công. Lạc quá. Ủa, đúng rồi. Đã ra hơn bài 16 được rồi đấy. Thế là chấm đúng rồi. Rồi, xin mời các bạn làm bài tiếp nhé. Rồi, ta sang mọi người cũng đã đang tích cực sang bài số 2. Ở bài số 2 thì chúng ta có bài toán là cho số nguyên dương n. Hãy kiểm tra n có chia hết cho 3 và không chia hết cho 5 hay không? Và n không chia hết cho 5, tức là ta chia cho 5 có phần dư khác không? Nếu có thì ghi ra chữ chu, ngược lại ghi ra chữ phô. À, như vậy ta thấy dữ liệu vào của bài toán này là nhập số nguyên dương n. Output của nó là đưa giá trị của n ra. Và vậy thì với cái bài toán số 2 này thì ta nhận thấy dữ liệu vào là input của bài toán là nhập n. Output của bài toán nếu nó thỏa mãn điều kiện CL ra true, ngược lại CL ra false. Vậy thì như vậy thì ta sẽ thực hiện bài toán bước mà ở bài toán này cho số nguyên dương n. Vậy thì Vân Giang và cùng các bạn nhận thấy bước 1 ta sẽ thực hiện nhập n. Bước thứ hai ta nhận thấy nếu n chia hết cho 3. Đấy, n chia hết cho 3 và n không chia hết cho 5 thì các bạn sẽ viết như thế nào? Xin mời các bạn comment vào cửa sổ chat giúp thầy. Nếu n chia hết cho 3 và n không chia hết cho 5. Cho Khánh Việt tư duy một cách tự nhiên nhất. Nếu mà cho hai số muốn tìm thằng lớn nhất hơn thì mình cứ có nhiều cách để nghĩ. Mình cứ nghĩ à bây giờ mình cho hai bạn học sinh muốn mình muốn tìm cái bạn có chiều cao cao hơn thì ta sẽ làm như thế nào. Rồi Quân đề xuất luôn đó là n phần trăm 3 bằng bằng 0 và n phần trăm 5 khác không? Rồi hoàn toàn chính xác. Đấy. Còn Nguyên ở trong Pascal là n mốt 2 bằng 0 và n mốt 5 khác không? Đấy, rất rõ ràng. Ngược lại thì ghi ra chung đúng thì ghi ra chu thì ngược lại ghi ra phô. Chu phô ta sau đó ta kết thúc giải thuật hoàn toàn là hợp lý. Vậy ta sẽ tiếp cận bài toán theo đúng hướng như vậy. Đây là ta sử dụng câu lệnh dây nhánh dạng 2, nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh. Đấy. Ngược lại thực hiện câu lệnh.
Lại sao ra phô. Rồi, cảm ơn Vân Giang. Như vậy thì ta đã có được cái bài toán số 17, bài 17. Vậy các bạn hiện tại đang có Nguyên Huy, Quân, Việt, rồi về xin mời Gia Bảo, Vân Giang và Hân. Ủa, thế còn ông Dũng với ông nào chưa nộp bài nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Dung chia sẻ, Dung chia sẻ về. Ủa, trong bật mic, trong bật mic. Dung chưa đổ, Dung chưa đổ. Rồi em nộp bài bình thường đấy. Huy xem thế nào thì thấy trên bàn điểm mọi người vẫn ok mà. Dũng nộp xong bài 1 đi nhé. Chú Gia Bảo bài 17 sẽ lại em rồi. Gia Hân bài kia được 7 điểm. Ừ, cuộc đời thật là bất công. À, Gia Hân ơi, vừa rồi em đang sử dụng biểu thức là nếu thằng này đúng thì em lại đi kiểm tra xem thằng này, ngược lại thì theo thằng này. Vậy thì ở đây thì em có thể sử dụng câu lệnh dây nháy như thế. Hoặc ra em có thể sử dụng luôn phép toán và cũng được nhé. À, để thầy xem cái hệ thống chấm mọi người đang nộp thì phải nói chấm lần lượt theo thứ tự ưu tiên, con gái chấm trước, các bạn con trai chấm sau. Nên cứ bình tĩnh Dung nhé. Dù đẹp trai nhưng vẫn phải từ từ. Để. Nguyên sang biết sang xét bài của Gia Bảo có vấn đề thì lại eo rồi. Gia Bảo ơi, chữ chu và chữ phô em đang bị làm ngược rồi. Nếu nó chia hết thì đưa ra chu, ngược lại đưa ra phô chứ. Và để ý rằng chữ chu chữ phô của em nó phải là chữ F in hoa nhá, chữ T in hoa. Ở đây thì nó đang bị ngược như này. Nếu biểu thức điều kiện đúng thì đưa ra chữ chu, ngược lại đưa ra chữ phô nhá. Đấy, em phải đọc ngược trở lại không ra bảo ạ. Ông Dũng đẹp trai mãi mà chưa thấy lên sóng nhỉ. Giáo bản nộp bài bài thứ nhất nhé. Đây đang chấm bài của Gia Bảo đấy. Quân thế nào, bài 20 của em bị èo mất một test buồn đấy. Làm bài rất nhanh.
Quân à, tại sao em cốt đúng trên máy mà nộp nó lại không full điểm? Câu trả lời rất đúng là thông thường thì khi các bạn hay hỏi như thế thì thầy trả lời là test luôn đúng, đề luôn đúng, nếu sai thì kiểm tra lại cốt, đúng không? Chứ tại sao mấy đứa kia nó làm nó xanh đẹp lộng lẫy thế, mình chấm nó lại màu vàng vàng cam cam? À quên, kia là màu xanh cốm. Gia Bảo chấm lần 2 điểm đã lên được rồi và lên được 4,8, như vậy mới đúng được một nửa. Kiểm tra lại bài của Gia Bảo. Ông Gia Bảo ơi, chữ phô ông biết như thế này à? Đọc cho ông một phát bây giờ. Đề nghị anh em cấm cười nhé. Chữ phô viết nhầm rồi nhé, Gia Bảo nhé, sửa lại. Rồi. Xem chỗ Hân sửa lại. Chỗ thuật toán một tí. Hắn ơi, bây Huy chia sẻ bài nào đây? Bài ghép số à? Nhập AB. Em ghép Thế ABBA. thầy sao cái này của em nó bị bay mất số 1 rồi thầy? Đề bài là cho ABC hay là cho AB? Cho ABC. Hình như C, à đúng rồi, thiếu một số. Nếu mà đề bài mà ghép ba chữ số thì ghép ra thì cho ABC nhé, còn nếu mà ghép hai chữ số thì là AB thôi. Dạ vâng này. Sửa lại. Thiếu này. Sửa lại đi. Chỗ ra hân thì sửa lại như này nhé, em kéo câu lệnh if, kéo cái chỗ toán tử này, hoặc là kéo như nào cho nó hợp lý nhỉ? Ở chỗ này em sử dụng toán tử và trên này luôn đi. À sửa rồi à, thế nó đang chấm lại à? Rồi ok, em chấm lại xem sao, hoặc là server đang chấm, đang chấm của ông Gia Bảo, ông Gia Bảo đang chiếm sóng. Dũng chia sẻ là mạnh dạn lên. Ủa, ông Dũng ông chia sẻ mãi mà nó không hiện lên chữ. Nó cứ share screen, share screen. Nào hãy bắt đầu, hãy bắt đầu. Kiếm con tiền, kiếm con tiền này. Mua cái con. Ủa, sau này là Wow. bọc, sau này là bọc. Nhập nào, Nhập nếu đất nào, biết nếu thứ nào, hai biết thứ biết hai nào, nếu giờ vậy, nếu giờ vậy, nếu giờ, nếu giờ. Được rồi, Dũng được chạy đi, rồi. Dũng chạy đi. Ok, nộp bài lên, Ok. nộp bài lên.
khoan Ở khoan ở bên đây nhập em tên đã bài nhập đâu, tên tên bài đâu, ở bên trên em phải, bên ghi trên em phải ghi sáu ghi sáu ok. À, không phải đuôi chấm à, in, không không phải phải đuôi chấm in, nó là nhập vì sáu, vì sáu. Ok. Đấy, nó đang chấm bài của các bạn, về ta xem bài cuối cùng của nâng nộp và à, nếu n chia hết cho 3 và n không chia hết cho 5 thì CL chung ngược lại CL không. Đúng rồi. Ok quân. Nếu n chia hết cho 3 và n không chia hết cho 5 thì ta sẽ ao chu ngược lại sẽ ao phô. Đúng rồi. Vậy thì nàng Hân, à Hân đã ok bài đấy rồi. Rồi ta sang tiếp bài số 18 nhé. Còn hệ thống chứ đang chấm bài của Dũng. Dũng tí làm bài 17 ở trên nhé. Ông Nguyên chấm thế nào bài 16, 17 em vẫn tết đấy. À, tiếp đến ta sang bài số 18. Bài số 18 tính theo tên bài ở đây nhé. Ở cái bài toán kế tiếp của chúng ta, đề bài là cho số nguyên dương A và B, hãy tìm giá trị lớn nhất của A và B. Vậy thì để tìm giá trị lớn nhất của A và B thì ta nhận thấy như sau. Đề bài cho AB thì để tìm được giá trị lớn nhất cũng giống như khi nãy bạn hỏi là bây giờ cho hai phần tử làm thế nào tìm được giá trị lớn nhất. Thì theo phương pháp chạy bằng cơm thì ta so sánh thôi. Đúng không? Thằng nào lớn hơn thì thằng đấy lớn hơn. Nó mà không lớn hơn thì thằng kia lớn hơn. Vậy thì mình có thể nghĩ ngay đến cái việc là sử dụng câu lệnh ra nhánh dạng 1 hoặc câu lệnh ra nhánh dạng 2. Nếu là thầy thì thầy sẽ sử dụng câu lệnh ra nhánh dạng 1 cũng được nhé. Đây, ta tranh thủ xem ở bài này có Quân, có Nguyên, có Huy, có Gia Bảo. Rồi, đây có Viên. À, Dũng đang chấm bài kia rồi. Sao vẫn chưa thấy lên điểm rồi? Đến Dũng mới thấy. Dũng đã nộp bài nhưng chưa thấy. Em cố gắng nhé. Cái bảng điểm của ta thấy màu xanh đẹp quá. À, ông Dung À, nộp, ông ông Dung giống nộp lần giống thôi, giống lần thôi. À, nó báo biên à dịch nó lỗi, báo biên dịch lỗi. để kiểm tra đây, kiểm tra đây. Kiểm tra xem bài giúp lỗi gì. À, cái ông Dũng này ông chưa chạy chương trình. Khi đây các em có thiếu cái dấu đóng ngoặc ở đây. Thiếu một cái dấu đóng ngoặc ở dưới này này. Đấy, code của em nộp nó bị thiếu một dấu đóng ngoặc này ở chỗ dưới này. Đấy nên thầy hay ấn Ctrl A để chọn nên là như thế, bởi vì nhiều khi mình kéo cái thiếu phát là nó èo luôn. Rồi, kế tiếp ở bài số 18 thì ta nhận thấy đề bài cho số nguyên dương AB, để tìm giá trị lớn nhất được của thằng AB thì thầy trò mình sẽ thực hiện cái công việc để ta xác định dữ liệu vào của bài toán, nó lấy từ dòng này nhập số nguyên dương AB, kết quả ghi ra là giá trị lớn nhất của A và B. Vậy thì nếu mà ta tiếp cận bằng cách so sánh trực tiếp các phần tử thì các em có thể làm như sau. Bước 1, ta nhập AB và sau đó ta so sánh thằng A với thằng B, thằng nào tốt hơn thì thằng đó chính là kết quả của bài toán. Vậy ở đây thì ta có hai cái cách trình bày, ta dùng theo cách nào cũng được. Cách thứ nhất là ta so sánh trực tiếp nó theo cái tư duy tự nhiên nhất.
đó là nếu thằng A mà lớn hơn thằng B thì ừ đúng là thằng A lớn hơn đấy, còn ngược lại thì chắc chắn thằng B là thằng lớn hơn rồi thì ta đưa thằng B ra. À, tuy nhiên thì ta cũng có một cái cách hai tốt hơn để đi tìm được cái giá trị lớn hơn, thì thầy khởi tạo một cái biến kết quả, thầy hay đặt tên nó là biến Rmax. Thầy xem ta, cho hai thằng thì thầy xem thằng đầu tiên là thằng lớn hơn, thầy lưu giá trị của nó, thầy gán giá trị A vào bằng Rmax, Rmax bằng A. Sau đó thầy mang giá trị Rmax này so sánh với thằng B. Tại thời điểm này, sau khi chạy xong câu lệnh này thì Rmax nó đang có giá trị bằng A. Nó mang giá trị này so sánh với thằng B. Nếu Rmax nhỏ hơn B thì điều đó chứng tỏ tại thời điểm này thằng B mới là thằng tốt hơn, và gắn Rmax bằng B. Sau đó ta đưa Rmax ra. Vậy thì bước 1 ta nhập AB, bước 2 ta khởi tạo Rmax bằng A. Nếu Rmax nhỏ hơn B thì gắn Rmax bằng B. Nếu có thằng C nữa thì ta so sánh, nếu Rmax nhỏ hơn C gắn Rmax bằng C. Đấy. Sau đó cuối cùng ta đưa thằng Rmax ra. Đấy. Sau đó kết thúc giải thuật. À, đây là bài 18. Rồi xin mời các bạn. Bài 18. Ta xem bài làm của các bạn. Bài 18. Ở đây Việt bài 17. Rồi. À, khi hân code thì em có thể xóa đi các cái dòng trống nhé. Cái dòng nào không cần thiết thì xóa đi cho nó code nó đẹp. Và tiếp cận trực tiếp. À, trong câu lệnh if nếu mà các bạn thấy mà nó chỉ có một lệnh thì ta được phép bỏ đi cái cặp dấu ngoặc đi. Nếu có nhiều lệnh thì ta mới đặt vào trong cặp dấu ngoặc kia. Quân tăng tốc ra. Khi nào hết bài Quân báo thầy để thầy gửi thêm nhé. Ở nguyên ở cái bài 30 thì em cứ đưa thế nào chạy cái với bộ số là 1 trừ 2 3 mà nó ra được như đề bài là được nhé. Nếu là x1 x2 mà nó lại bị ngược lại thì đảo nó thành x2 x1 nhé. Miễn là nó đưa ra được cái thứ tự giống như test đề bài thì chấm sẽ đạt yêu cầu. Quân phát hiện ra là nó là x2 x1 rồi. Và Vân Giang làm nhanh bài 18 em. Dũng làm nhanh bài 17 em nhé.
Liên 67 chưa thấy lô 18. Các bạn cứ mạnh dạn tăng tốc lên. À, nó đang nói là ở Việt, ok. Mỗi bài các em nhớ là chỉ nộp một phát thôi nhé, bởi vì cái server nó chấm rất bình tĩnh. Đây đang chấm vừa là nói đến ông Việt, nó chấm luôn ông Việt đây. Có ai bạn nào cần hỗ trợ thì chủ động chia sẻ màn hình nhé. Cướp diễn đàn. Dạ. Như thế cho nó ngầu. Tắt đồ. À, ý của Vân Giang hỏi là nếu A lớn hơn B thì đưa A ra thì mình xe mỗi thằng A ra thôi. Hoàn toàn được, đây là một cách tiếp cận được mà, bởi vì có mỗi hai phần tử. Ngược lại thì đưa B ra. Mình cứ xe BA, xe B ra thôi. À, cái ý em nói xe ao giống cách á, không mình đưa A ra thì mình chỉ việc là xe ao như này thôi. Ngược lại xe B đó cũng là một cách tiếp cận. Giúp nhanh tay lên em nhé. Bạn nào cần hỗ trợ xin mời các bạn nào. À. Ừ, không phải em xe mỗi chữ A không thôi, chứ không bỏ nó trong ngoặc kép nhé. Giống như ở cái dòng comment ở thầy bên trên ấy. Chỉ xe mỗi chữ A ra thôi.
Dũng có cần hỗ trợ chia sẻ màn hình đi, em chia sẻ màn hình đi. Vân Giang bài 18 sửa lại một tí là được. Gia Hân cũng vậy. Chỗ Việt và Bảo đã xong được cái bài đấy thì chuyển sang bài kế tiếp. Em chọn dòng dưới cùng Vân Giang nhé, dòng dưới cùng cái dòng code block ấy. Bạn nào cần chia sẻ màn hình xin mời các em. Ở bài 18. Chúng hệ thống đang chấm bài của các bạn, mọi người chờ được nó hơi lâu. Chậm lâu quá. Ai, chắc thể phải mua lấy cái con coi i7 hoặc là con tí nữa này nghe quyết định sao sang tự nhiên phụ kiện gì. Chắc thầy phải bán thầy để thầy đi mua cái con laptop. Đây là không. Rồi ta sang Việt hôm nào gửi cho thầy ít áo mưa áo biết gì đấy để hay là gửi cho thầy ít tờ bạc biết sau khi mua xong thầy ra ngủ ngoài sân. Ủa sao họ bán có mua tới i7 nhưng không có i9 nhỉ? Rồi, quên rồi đi. Vân Giang ở đâu xuất hiện nhanh thế? Rồi, tí nữa thầy có đứa nhắc sinh nhật khéo ghê. À, chắc thầy mua mỗi con CPU về xong cắm vào con laptop của thầy. Và trong thủ lừa tranh thủ lúc với server nó đang chấm bài các bạn ta chuyển sang bài 19 đi nhé. Chờ lâu quá. À, tiếp đến thầy cho mình sang bài 19. Ở bài 19 thì các bạn nhận thấy đề bài cho A, B, C yêu cầu tìm giá trị nhỏ nhất của A, B và C. À, bài này là bài đi tìm giá trị nhỏ nhất của bộ số nào đấy. Dữ liệu vào của là ta có số nguyên dương ABC. Kết quả ra là đưa ra giá trị nhỏ nhất. Đây là một cái mô hình bài toán thường xuyên được sử dụng. Tìm giá trị nhỏ nhất trong các cái tập nghiệm mà mình đã có.
Vậy thì mô hình để giải quyết bài toán này thì ta sẽ nhận thấy bước 1, ta nhập ABC. Bước thứ hai thì ta sẽ thực hiện là sau khi nhập được xong thì output của bài toán đó chính là đưa ra giá trị nhỏ nhất. Vậy thì để tìm được giá trị nhỏ nhất thì ta có thể tiết kiệm bài ta có thể tiếp cận bài toán theo hướng bước 1 ta nhập ABC nhé, ta quay trở về ví dụ như với bộ số 9, 8, 10 thì giá trị nhỏ nhất nó sẽ bằng 8 chẳng hạn. Vậy thì để làm được bài toán này thì các bạn nhận thấy bước 1 thì thầy trò mình sẽ nhập ABC. Bước thứ hai ta nhận thấy rằng là để đi tìm giá trị nhỏ nhất thì ta xem thằng đầu tiên là thằng nhỏ nhất, thầy gắn rmin bằng thằng A. Sau đó thầy đi so sánh thằng A này, thằng rmin này với lần lượt với những thằng còn lại. Thằng nào mà bé hơn nó, ví dụ như khi rmin lớn hơn B thì chứng tỏ thằng B là thằng bé hơn thì gắn rmin bằng B. Nếu mà thằng rmin lớn hơn C thì thằng C mới là thằng bé hơn thì ta gắn rmin bằng C. Vậy thì sau khi thực hiện chuỗi ba câu lệnh này, giá trị nhỏ nhất của dãy sẽ của ba số này nó sẽ nằm trong biến rmin và thầy đưa thằng rmin ra. Đấy. Thì đây là cái cách mà thầy sẽ thường tiếp cận cho cái bài toán đi tìm giá trị nhỏ nhất của dãy số. Thì ta sẽ hay đi theo hướng như trên. Theo như trên nhé. Đấy, rồi bây giờ xin mời các bạn chia sẻ màn hình cho bài số 19 nhé. Đi tìm giá trị nhỏ nhất. Rồi, hệ thống đang dối, các bạn chấm bài được đấy. Vân Giang bài 18 đã nộp rồi. Dũng nhanh chân bài 17 đi em. Hân làm bài 18 nộp luôn. Việt và Bảo làm luôn bài 19. Ta tiếp cận một cách ngây thơ nhất để ta làm một bài nó tự nhiên nhất. Bỏ lên trên đây đi con. Việt đang cố ngây thơ nên khi nãy Vân Giang bảo 2 hôm trước là sinh nhật của Vân Giang, thầy cũng cố ngây thơ. 2 hôm trước là ngày gì nhỉ? Mình có nghe thấy gì đâu. Ủa, ông Dũng lại bay màu đâu mất rồi. Đấy, ta xem bài của Vân Giang Gia Huy đang tăng tốc lên. Ta xem là bắt đầu từ bài của Việt, Việt bài 18 rồi. Ta xem bài mình kế tiếp là bài của Dũng. Dũng đang bay màu chạy đâu mất rồi. Rồi kế tiếp Vân Giang bài 18 tiếp cận theo hướng so sánh trực tiếp rồi. Ta xem bài của Quân. Quân bài 18 cập nhật giá trị rồi. Sau câu lệnh if nếu nó chỉ có một lệnh thì ta được phép bỏ cặp Dũng bằng nhọn đi nhé. Vào bài 18 đã ok. Bài 19 ở bài 19 Gia Bảo nộp bài thì lưu ý khi đặt tên biến thì hạn chế sử dụng tên biến là min max nhé, bởi vì min max nó là các hàm có sẵn, em có thể đặt tên là r min r max cho nó ngầu nhé.
mình có thể thêm đấy, chứ không sử dụng min max nữa, hoặc là tên một số các cái hàm thư, các cái lệnh chuẩn, câu lệnh chuẩn của hệ thống nó có rồi thì ta tránh. Có khả năng là hệ thống đang báo là của Gia Huy bị ngáo nên đó, nháy mình bù lên. Gia Huy nhớ format là code để cho nó đẹp trước khi nộp lên nhé. Không 500 anh em nó mở code ra nó cười há há há. Cô cũng nguyên rồi, nguyên sử dụng đơn hàm min max. Đấy, ta cập nhật bài toán đây. À thôi, về 11:28. Được rồi, các em như vậy thì qua cái bài giá trị nhỏ nhất ở của cái bài này thì các bạn sẽ cài đặt bài toán theo cái tư tưởng là để đi tìm giá trị nhỏ nhất, thì sau khi nhập được ABC ta gắn rmin là thằng nhỏ nhất, ta mang giá trị này so sánh với lần lượt những thằng còn lại, thằng nào mà lớn hơn nó, à thằng nào mà bé hơn nó thì ta sẽ cập nhật lại nó nhé, cập nhật lại giá trị rmin gắn lại bằng b để khi, bởi vì nó là giá trị tốt hơn mà. Tiện thể đây thì thầy chưa thêm một bài nữa là bài cặp số có tổng lớn nhất. Đề bài là cho số nguyên dương A và B. Bây nhiệm vụ của chúng ta là cần tìm ra được hai số có tổng lớn nhất và đưa tổng lớn nhất ra. Ví dụ như thầy có ba số này thì rõ ràng thằng 5 cộng 6 bằng 11 là lớn nhất, đúng không? Chứ thằng 3, 6 cộng 3 bằng 9 hoặc là 5 cộng 3 bằng 8 thì nó không thể lớn bằng thằng 5 cộng thằng 6 được. Vậy thì đề bài người ta cho là cho số nguyên dương ABC, yêu cầu là đưa ra tổng giá trị lớn nhất tìm được, tìm hai số có hai tổng lớn nhất, đưa tổng lớn nhất tìm được ra. Đấy. Ví dụ như ở trường hợp này nó chạy ra bằng 19 bởi vì nó cộng số 10 và số 9. Vậy thì với cái bài này thì các bạn sẽ cũng có thể tiếp cận bài toán theo cái hướng đó là tất nhiên thì bài này người ta cho ABC, vậy thì ta nhập ABC. Bài này là đưa tổng lớn nhất ra. Vậy output là đưa tổng lớn nhất ra. Vậy thì rõ ràng ở cái bài toán này ta có thể tiếp cận theo cái hướng. Nhưng đề bài người ta cho 3 phần tử, yêu cầu chọn ra 2 phần tử để có tổng lớn nhất. Vậy thì các em hoàn toàn có thể tiếp cận theo cái hướng là muốn giữ lại hai có phần tử có tổng lớn nhất thì ta cũng có thể chỉ đơn giản là ta tìm cái thằng bé nhất, sau đó loại phần tử đó ra thì cái tổng cầu là hai phần tử còn lại sẽ là lớn nhất, đúng không? Có ba thằng đá bay cái thằng bé nhất đi thì còn hai thằng, thì hai thằng đấy kiểu gì tổng cũng là lớn nhất. Đấy. Vậy thì bài này ta cũng có thể tiếp cận bài toán là bắt đầu thì mình xem thằng A là thằng nhỏ nhất, ta gắn rmin bằng A. Nếu rmin đấy thầy ghi chữ nếu, nếu rmin mà lớn hơn b chứng tỏ thằng b bé hơn thì gắn rmin bằng b, nếu rmin mà lớn hơn c thì chứng tỏ thằng c bé hơn thì gắn rmin bằng c. Sau khi thực hiện công việc này thì thu được rmin là giá trị nhỏ nhất. Để thu được thằng z lớn nhất thì thầy lấy tổng của ba phần tử trừ đi thằng nhỏ nhất thì hai thằng còn lại chính là hai thằng có tổng lớn nhất là thằng lớn nhất, vậy thì khi đó ta đưa z ra là kết quả của bài toán nhé. Vậy đây là của bài 20. Bên cạnh đấy các bạn có nhiều cách để làm khác. Làm khác và vẫn đạt được điểm tối đa. Vân Giang có hỏi giờ min nhập bằng A như thế nào? Tức là sau khi trong chương trình ý, sau khi mình xây in thằng AB xong thì mình khai báo rmin bằng A. Thì khi đó đây là câu lệnh gán giá trị biến ở bên tay phải, giá biến hoặc biểu thức bên tay phải sẽ gán vào biến bên trái và rmin có giá trị bằng A. Ở đây thầy lấy một cái ví dụ nhé. Ví dụ như bây giờ thầy cho ABC của thầy có giá trị là 5 1 4 chẳng hạn. Thì khi đó rmin của thầy có giá trị bằng A, rmin của thầy tại thời điểm này bằng 5.
Nó thấy rmin của thầy lớn hơn b hay không? 5 lớn hơn b, có 5 con lớn hơn b không? B tại thời điểm này bằng 1, có lớn. Như vậy biểu thức này nhận giá trị là chu. Thì biểu thức này giá trị bằng chu nên câu lệnh này được thực hiện, nên nó gắn rmin bằng b. Vậy thì rmin của thầy có giá trị mới bằng b là bằng 1. Đấy. Sau đó nó thực hiện lại so sánh tiếp là rmin có lớn hơn c hay không? Tại thời điểm này rmin đang bằng 1, một c đang bằng 4, 1 không lớn hơn 4. 1 lớn hơn 4, cái biểu thức này trả về giá trị phô. Giá trị phô nên câu lệnh rmin bằng c nó bỏ qua. Như vậy thì sau khi chạy xong thì ta nhận thấy rằng thằng rmin của mình bây giờ tại thời điểm này bằng 1. Như vậy ở đây giá trị bằng 1. Vậy thì để chọn ra được hai số có tổng lớn nhất thì ta sẽ lấy 5 cộng 4 cộng 1 là bằng 10. Sau đó ta trừ 1 đi, vậy thì khi đó z của ta thu được là bằng 9. Vân Giang đã hiểu chỗ này chưa? Nửa đêm đợi Vân ra ngồi nghĩ. Ok, tôi với cô gái này quá. Rồi như vậy thì hôm nay thì thầy trò mình đang làm bài về chủ đề câu lệnh dây nhánh, mà có 10 bài ở trong chủ đề về câu lệnh dây nhánh. Ở buổi tới thì thầy sẽ giao thêm tiếp các bài tập về câu lệnh dây nhánh, các em làm lại các bài tập về cấu trúc tuần tự và làm thêm bài tập câu lệnh dây nhánh nhé, để sao cho khi ta bốc một bậc câu bất kỳ nào đó ta đều có thể làm đạt được điểm tối đa. Hãy nộp bài lên trên hệ thống nhé. Tất cả các cái ngày nghỉ từ giờ cho đến hết đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 thì server luôn chạy 24 trên 7 và các em sẽ nộp bài lên trên hệ thống đầy đủ nhé. Được rồi, bây giờ cũng là 11 giờ 34 rồi, đã đến giờ đi ngủ rồi. Khánh Việt bảo bài 19 của em chưa loát. Khánh Việt nộp lại xem sao, thì thấy server hay là khi nãy đã đặt đặt tên em. Ủa không có cái đấy gì mà trong cụ không ai quen này. Ủa nó là con ấy thật à? Ồ, hay. Trông đáng yêu quá. Rồi. Rồi, viên bài 19 đã chấm được rồi. Đang báo là được 6 điểm để kiểm tra lại việc tại sao bài 19 lại hy sinh. Ủa. Đề bài là cho ABC, nếu A lớn hơn B thì xe AB và lớn hơn C. Chưa chưa chính xác. Như vậy nó chưa hết tất cả các khả năng xảy ra nhé Việt nhé. Em so sánh cật lực đi. Đấy. Nó mới đúng được một phần. Đấy, Vân Giang bài 18 được 9 điểm. Vậy thì các bạn cứ nghĩ một cách ngây thơ nhất, cài đặt thành công được bài toán. Đó là cái điều quan trọng nhất. Vì mình đang học kỹ thuật lập trình mà. Thì kỹ thuật lập trình các em tốt thì các em học thuật toán nó sẽ rất hiệu quả. Rồi hôm nay thầy trò mình nghỉ đây nhé. Xin cảm ơn Gia Bảo, bạn Hân, bạn Huy, bạn Việt, bạn Quân và bạn Nguyên, Vân Giang và cả anh Tùng nữa đã tích cực học đến giờ này. Thầy tin chắc là các bạn cứ đảm bảo theo tiến độ này thì các em sẽ rất nhanh chóng làm chủ được ngôn ngữ lập trình C cộng cộng và các em có thể hoàn thành được cái khóa học với cái mục tiêu đề ra. Hôm nay thầy cho mình nghỉ đây nhé. Chào các bạn. Xin chào Vân Giang, xin chào Gia Hân và chào các bạn.